wrestling fans, are you ready? Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc so sánh giữa mùi hương của ba chai nước hoa của nhà Chanel, đó là Chanel Allure Sport, Chanel Allure Oil Stream và Chanel Allure Edition Blanche. Một mùi hương Allure Sport đầy nam tính, sport, thể thao và mạnh mẽ. Allure Oil Stream thì lại có một cái chất manly đàn ông hơn, và Edition Blanche thì nhẹ nhàng, quyến rũ. Vậy mùi hương nào sẽ được các chị em thích hơn khi được ngửi? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời. Và bây giờ hãy cùng tìm câu trả lời chai phiên bản Chanel Allure Homer nào sẽ được đánh giá là cao nhất. Ok, let's go. Mình có mùi hương của ba chai nước hoa ấy, thì bạn ngửi giúp mình và bạn cho mình xin ý kiến là bạn thích mùi hương của chai nào nhất nhá. Ok. Dạ, ý là ngửi ba loại. Đúng rồi. Đấy, bạn ngửi vào cái này. Cái này. Đúng rồi. Là cái này. Bạn thích mùi nào? Bạn thích mùi này nhất à? Ok, Oil Stream rồi, mình cảm ơn nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. So here I have a three smell fragrance. So please smell and you give me which you prefer. Okay? Yeah, so the first one. Yeah. Please smell here. Okay. No, okay, you can take it. Yeah. Okay. Yeah, please smell here. Yeah, the second. And the third. Yeah. So finally, which one you like? So for male? Yeah, this one. I like the first one. The first one? Yeah. Yeah, maybe this one? Yeah. Yeah, how about you? I like the second one. Okay, you first you say Edition Blanche. And the second, you like this one? Yeah. I was home. Yeah, thank you. So, okay, so here I have a three smell of fragrance. So please smell and you give me your quick opinion. You like or not, okay? So, the first one, please smell this side. This side? No, no, opposite. Yeah, this side. I like it. You like? Quite fresh. Yeah, it's fair, fresh. Yeah. And the second? It's all from the Chanel. You know this brand? Strong. Yeah, like yeah. It's very light. Right, that was the first one. Is nice. And the final. No, I don't like this. You don't like this one? No. I like it. Yeah, yeah. That one I like. Yeah. Okay. Thank you. Thank yeah. You. Với các anh em là cái việc mà đi xin thực tế mùi hương này không hề là đơn giản một chút nào. Mình chỉ muốn bắn chết cái ý tưởng này thôi. Rất là mất thời gian.
cũng rất là may hôm nay mình xong được việc sớm. Khá lâu rồi mình mới xong được việc. Sau đó là mình mới có thể là đi ra ngoài như thế này được. Ở đây anh có ba mùi hương của ba chai nước hoa ấy. Thì bọn em gửi vào bọn cho anh xin ý kiến là bọn em thích mùi hương của chai nước hoa nào nhất nhá. Ok, cái này là đầu tiên. Đây em gửi vào đấy, mặt đấy. Ok, cái này. Em có gửi vào trực tiếp vào đây này, chứ không cần phải gửi mé đâu. Đây. Bọn em thích mùi nào? Mùi đầu tiên nhá. Mùi đầu tiên á? À, có phải mùi này đúng không? Em gửi lại giúp anh được không? Ok rồi, anh cảm ơn nhá. Nó nhẹ à? Nó nhẹ hơn hai mùi kia hay thế nào? Hơi nồng à? À ok rồi, anh cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn bọn em rất nhiều. Kết quả cuối cùng chúng ta đều đã biết. Chanel Allure Homme Edition Blanche được đánh giá có mùi hương dễ chịu nhất, quyến rũ nhất đối với các chị em khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Mình hy vọng video này sẽ giúp thêm một chút thông tin dành cho các anh em khi mà các bạn có ý định lăn tăn giữa ba mùi hương của ba chai nước hoa này. Đối với mình thì mình dù kết quả này là như thế nào, nhưng đối với mình thì mình vẫn thích chai Allure Homme Sport or Extreme. Bởi vì có lẽ là đối với mình thì chai Edition Blanche nó hơi yếu, nhưng cái này là gu của mỗi người thôi. Còn phản ứng của các chị em khi ngửi mùi hương thì chúng ta đều đã biết kết quả rồi. Video của mình đến là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.